Chiêu cuối của Murat là ảo ảnh trả. Murat giải phóng sức mạnh của bản thân, tạo ra vô số ảo ảnh tấn công liên tục 5 đòn đánh lên mọi kẻ địch trong vùng ảnh hưởng, gây sát thương vật lý mỗi đợt. Suốt thời gian tung chiêu, Murat không thể bị tấn công hoặc chọn làm mục tiêu. Ngoài ra, ảo ảnh tràm chỉ có thể được tung sau khi phong ấn được phá giải và lập tức bị phong ấn trở lại sau khi vừa tung chiêu.